Xin chào các bạn, chúng ta vẫn đang có mặt ở Hoài Đức, Hà Nội, một vùng đất rất nhiều lịch sử, một vùng đất rất nhiều những cái di tích, những cái vật chứng liên quan đến thời kỳ phong kiến, thời kỳ thịnh vượng của đất nước, những cái năm cuối của nhà Nguyễn. Những cái người dân, những gia đình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn nổi lên những gia đình địa chủ, vẫn nổi lên những gia đình có những cái kinh tế rất là phát triển. Song song với cái mặt bằng chung là người dân nghèo khổ, thì đại diện cho đội ngũ đó là những cái tầng lớp trung lưu, địa chủ hoặc là trung nông. Thì ở đây chúng ta lại được gặp gỡ một trong những cái vật chứng lịch sử. Ở đây không phải là một nguồn gốc của một gia đình có tính chất địa chủ ngày xưa, mà ở đây cái bộ hoành phi này lại là bộ hoành phi từ ngày xưa mà gia đình lại mua lại để về treo lên. Không, cả cái đất này. Dạ. Cả đất cả nhà là của địa chủ ấy à? Không. Mua lại của từ ngày xưa ấy à? Một nước khác ạ. Ôi trời ơi, tức là cái nhà này còn nguyên thế ạ? Là của người ta ngày xưa ấy ạ? Ngày xưa đi, nó trùng quanh nước băng. Thế còn cái năm 2006 còn mới bỏ hết. Gỗ 2006 cắt tất bỏ cột rồi, nhưng mà là đây là nền cũ ngày xưa ấy à? Vâng. Ôi trời ơi, tôi hơi ngạc nhiên một chút, tại vì gia đình cũng có nói là nhờ đoàn của chúng ta đến đây để xử lý tâm linh. Tôi thì tôi đang nghĩ mọi thứ nó đi theo cái bộ này là tưởng gia đình mua lại cái nhà này, nhưng không phải, đây lại là mua lại cả mảnh đất này. Vậy thì vấn đề nó rất nhiều vấn đề. Ở bên phòng bên này thì cô có nói là cô không thể ngủ. Đây là cô chủ ở đây, cô không thể ngủ. Cô nhờ đoàn chúng ta đến gỡ rối tâm linh để cô còn có chỗ mà ngủ. Vì gia đình thì nhà cửa thì cũng không sửa sang, giữ nguyên cái nếp cũ như thế này, cho nên cái chỗ ăn ngủ nó cũng không phải là rộng rãi. Vậy thì khá là ngạc nhiên. Trước tiên tôi muốn các bạn hãy chiêm ngưỡng một cái bộ hoành phi câu đối của ngày xưa, bây giờ không thể có được. Những cái màu, những cái nét chạm khắc, chữ, chất liệu cũng thế, thời này thì không thể có được. Cái bộ hoành phi, cái bức hoành phi, thưa các bạn, trên ban thờ thì đồ thờ cúng còn không được như cái nhà vừa nãy là còn giữ lại cái bộ lư. Thì ở nhà này, cái nhà vừa nãy là giữ cái bộ lư, thì đấy lại là cái cô đấy lại là con gái ở trong cái đất này là liên quan đến nhau, mọi các gia đình đều liên quan đến nhau. Và có một cái điều đó là liên quan đến tâm linh. Các gia đình ở trên dải đất này, trên khu đất này và trên khu vực này đều liên quan đến tâm linh sống. Nền đất này là cái nền nhà cổ Nam Gian ngày xưa. Bây giờ tôi sẽ xuất hồn và nhìn xem vị trí nào là vị trí có những cái đặc thù, hay vị trí nào là vị trí có những cái tâm linh xấu nó ngự ở đó để giải quyết giúp gia đình. Sau đó chúng ta sẽ bốc cho gia đình bát hương. Ở đây gia đình thờ cúng một bát như thế này nó hơi lỗi, không đầy đủ. Vâng. Các bạn, nó nằm ở chân cột bên phải, cột thứ hai ở trong gian bên phải. Trang đưa cái tay này. Những ai sống được ở khu vực Hoài Đức này thì chắc cũng sẽ biết đến cái làng nghề, đó là nghề làm miến. Và tôi nhìn sợi miến nó rất là ngon. Ở đây nó có cả cái màu này. Màu này là cái màu chất liệu là cái gì nhỉ cô nhỉ? Màu này cái chất liệu là gì? Rong là hai màu này ạ? Có một loại là trên đồi, một loại là ở kho hàng cửa. Rong đùi ạ? Đốt đùi. Thưa các bạn, đây là cái chân cột mà tôi vừa nhìn ra. Còn đây là cái tôi chứng minh cho các bạn. Thank you.
check ra một tí, check ra một tí, nó ở chỗ này. Đây, nó ở chỗ này chứ không phải giữa chân cột, nó ở chỗ này. Và bây giờ tôi sẽ đo chiều sâu. Nhà này vậy thì cái nền phải tôn lên tầm khoảng độ 5 đến 70 phân. Nền bằng sân đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tôn lên tầm 5 đến 70 phân. Còn nền đấy, trong nền đấy đất nó hơi hơn. Vâng, vâng, đây đây này các bạn nhìn vào đây, tôi tại vì tôi nhìn đúng không ạ? Nền nhà bằng sân. Nền bằng sân đúng không ạ? Vâng. Thì đây là 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, mỗi bậc 20 phân là 60 phân. Đấy. Nền bằng sân. Thưa các bạn, vì sao tôi nói là tôi đo để tôi mà tôi biết là biết được gia đình tôn lên cái nền này là bao nhiêu? Vì cái khoảng cách từ vị trí này đến cái vị trí nó xoay lại là nó tầm khoảng độ 80 đến 1 mét, 80 phân. Vậy thì cái vật ở dưới chân cột kết hợp với cái thần ở dưới chân cột, thì cái chân cột ngày xưa nó chỉ nằm ở dưới viên đá chân cột thôi. Dưới viên đá chân cột, cho nên cái chân cột tính và trừ đi thì tôi sẽ suy ra được cái nền nhà gia đình tôn lên là như thế nào. Còn cái căn phòng của cô đây. Rồi được rồi, thực ra cháu không nhìn thấy gì đâu, cháu chỉ nhìn thấy ở đây thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ thử, phép thử. Đây ạ, nó xoay ra đây chứ nó không xoay vào trong nhà đâu ạ. Đấy, nó xoay ra đây. Nó xoay vào đây thôi. Xoay vào nó dạ, không cần đâu ạ. Ở đây cháu nhìn bằng mắt thông thiên nhãn là cháu nhìn ra thôi. Không cần đâu ạ. Cô ạ, cháu giải thích cho cô như này. Vì sao nó lại tác động ở cái phòng này? Hay cụ thể hơn là vì sao nó tác động vào cô? Vì cô là người tâm linh nhất trong nhà. Cô hiểu không ạ? Nó phải chọn những người có cái đầu và cái tâm tâm linh, nó chọn nó tác động thì mới tìm đến tâm linh để nó được siêu thoát. Đấy là cái lý do. Cô hiểu không ạ? Cho nên cô có nằm ở trong này hay là ở ngoài này cô cũng đều bị thế thôi, cô không phải chỉ riêng trong phòng người đâu. Cái bây giờ thì sẽ không phải làm sao, không phải sợ gì nữa cả. Còn phải chuyển vào cái này không không đông trong vương. Thế đó. Cháu đi thắp, chỉ đi thắp cái điêu hoa bảo rớt, bảo thay đang còn để nắm, còn bao nhiêu năm điêu hoa cho nó. Rồi giờ thì để cháu xử lý xong thì sẽ không có gì nữa cả. Vâng. À, tôi xin giải thích thêm một điều nữa là tứ đại hộ pháp vì sao thời điểm này không đi cùng chúng ta, vì thực sự cảm quãng thời gian vừa rồi đã quá vất vả cùng với đoàn chúng ta để xử lý âm phần. Còn lại bây giờ theo đoàn sẽ là tứ đại thiên vương, và cũng nói luôn là chỉ có tôi mới đủ sức khỏe làm việc này, thế còn lại những người xung quanh đều phải có sự nghỉ ngơi, người này thay người kia. Và Trang này bạn cũng phải chuẩn bị bán nghỉ mấy ngày thì không bạn không chịu được. Vâng ạ. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết vong linh lang thang và thần nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Tôi cũng lại phải nói lại điều này, mặc dù điều này tôi nói đi nói lại rất nhiều, nhưng tôi vẫn phải nói lại đối với những người mới xem clip, đó là thời gian này, thời điểm này là chúng ta đi làm sạch âm phần, xử lý các thần ở trên đất, cho nên những nhà có hiện tượng về thần mới liên hệ với chúng ta, và chúng ta đến nhà nào cũng thần là như thế. Yeah. Úi trời, bạn Nam đâu nhỉ, con cô đâu? Bạn vào đây tôi để tính ký, bạn này cũng thất thường lắm đấy ạ. Vâng. Bạn ngồi sang bên này đấy ạ. Hay nóng ruột bất an, thất thường ấy. Vâng, tắc đầu. Thỉnh thoảng cứ hay chửi vợ không rõ lý do. Thế còn đúng không, hôm nay Nam cũng ra quan tâm đến đây đấy. Vâng. Vâng. Rồi bạn ngồi sang bên này đi ạ. Các bạn, đây là cái thần nó đang tác động đến bạn Nam này.
lắm. Thuốc trần. Lệnh cho tứ đại thiên vương áp giải của trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Thưa các bạn, lại một gia đình tôi lại phải quay lại. Lại thêm một gia đình, hôm nay chắc chưa giải quyết được gì được không ạ? Bác Hương hôm nay cháu chưa bốc được đâu. Chắc phải hẹn gia đình tầm một tuần nữa cháu quay lại. Tâm linh càng ngày càng phức tạp, thần càng ngày càng mạnh. Nó có những cái mong muốn nó lên nhưng không hiểu có những cái lý do mà nó lại không lên và chưa lên được. Thì cái này tôi sẽ làm một clip riêng biệt giải thích cho các bạn về hiện tượng này. Xin chào và hẹn gặp lại.